Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Chào ngày mới của TV. Một tuần mới lại bắt đầu, cảm ơn quý vị đã thức dậy sớm để đồng hành cùng với chúng tôi trong 15 phút của chương trình sáng đầu tuần hôm nay. Thưa quý vị, những năm gần đây, các hiện tượng thời tiết cực đoan đã dẫn đến những tổn thất đáng kể về kinh tế đối với nhiều quốc gia và cũng đang trở thành nguyên nhân khiến tình trạng sa mạc hóa, hạn hán gia tăng. Tại Việt Nam, thời gian qua, trồng rừng được coi là giải pháp căn cơ bền vững trên con đường phòng chống sa mạc hóa và hạn hán. Câu chuyện này sẽ được chúng tôi chuyển tới cho quý vị trong câu chuyện ngày mới hôm nay. Còn bây giờ là phần tin tức chúng tôi mới cập nhật. Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức là một trong những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được chính phủ đề ra trong chương trình Hành động xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Nghị quyết 45 năm 2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới đã đề ra mục tiêu đến năm 2030 phát triển đội ngũ trí thức về số lượng và chất lượng, nhất là đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực then chốt, trọng yếu, lĩnh vực mới đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hoàn thiện cơ chế chính sách bảo đảm khả thi, đồng bộ, tạo cơ hội điều kiện, động lực cho đội ngũ trí thức phát triển toàn diện, nâng cao năng lực, trình độ và cống hiến cho đất nước. Ưu tiên bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ lõi, công nghệ nguồn, công nghệ mũi nhọn, phát triển một số cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học đạt trình độ tiên tiến thuộc nhóm hàng đầu châu Á, tăng số lượng phát minh, sáng chế, công trình khoa học trong bảng xếp hạng của khu vực và thế giới, sản phẩm khoa học, công nghệ và tác phẩm văn học, nghệ thuật đỉnh cao, công trình công bố trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế, nâng chất lượng tạp chí khoa học của Việt Nam đạt trình độ khu vực và quốc tế. Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng năm nay so với cùng kỳ năm trước tăng ở 60 địa phương và giảm ở 3 địa phương trên cả nước. Địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng tăng mạnh nhất là Lai Châu với mức tăng 64,3% so với cùng kỳ. Kế đến là Trà Vinh với mức tăng 48,6%, Khánh Hòa tăng 45,4%, Phú Thọ tăng 36,9%. Một số địa phương khác như Sơn La, Cao Bằng, Điện Biên cũng có chỉ số IIP tăng cao. Theo lý giải của cơ quan thống kê, một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp đạt mức tăng khá cao do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao. Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng thấp hoặc giảm là Cà Mau tăng 1,5%, Gia Lai tăng 0,3%, Hà Tĩnh giảm 8%, Quảng Ngãi giảm 4,2%. Để triển khai kịp thời hiệu quả quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo và giao các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố theo dõi quản lý triển khai, đánh giá giám sát việc thực hiện các phương án phát triển ngành, lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của ngành địa phương trong quy hoạch tỉnh Sơn La, chịu trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát sự phù hợp của các dự án với các phương án phát triển của ngành, lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của ngành địa phương trong quy hoạch tỉnh và các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên rà soát quy hoạch tỉnh, chủ trì tổng hợp những nội dung thông tin chưa chính xác, chưa phù hợp với các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có liên quan đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ cơ quan trung ương kịp thời giải quyết theo thẩm quyền. Thực hiện mục tiêu tổng quát của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tỉnh Sơn La đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn, đồng bộ, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn, sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn. Sau gần 4 năm thực hiện, Sơn La có tổng số 65 xã nông thôn mới, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bình quân toàn tỉnh đạt 12,39 tiêu chí trên xã. Từ năm 2022 đến nay, tỉnh đã huy động gần 1.140 tỷ đồng ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp thực hiện chương trình nông thôn mới, 3.200 tỷ đồng nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình dự án vào địa bàn nông thôn, gần 16.580 tỷ đồng vốn vay từ các tổ chức tín dụng và gần 70 tỷ đồng nguồn từ các doanh nghiệp, hợp tác xã huy động từ nhân dân. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025 tiếp tục duy trì thành phố Sơn La hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn tỉnh có 83 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có ít nhất 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu,
không còn xã dưới 15 tiêu chí, tăng thêm ít nhất 100 bản đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó thêm ít nhất 40 bản nông thôn mới kiểu mẫu. Xây dựng đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Nhận thức rõ được vị trí vai trò của mình, trong những năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh công tác giáo dục rèn luyện, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên trong đoàn viên, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Theo đó, công tác xây dựng củng cố tổ chức đoàn được các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh quan tâm. Hàng năm, các cơ sở đoàn xây dựng kế hoạch, tăng cường bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ đoàn, thực hiện có hiệu quả chủ trương 1+2, các quy định về chế độ học tập lý luận chính trị, tập trung thực hiện nhiều giải pháp góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tính tiền phong, gương mẫu của người đoàn viên thanh niên. Kết quả từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 124 hoạt động quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết, kết luận, chủ trương của đoàn cho trên 40.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh mở 39 lớp bồi dưỡng nhận thức về đoàn, công nhận 1.329 đoàn viên thanh niên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 582 đoàn viên thanh niên ưu tú đã được kết nạp Đảng. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, cuối tháng 7, đầu tháng 8, tỉnh Sơn La đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây thiệt hại về người, hoa màu, nhà cửa và ngập úng nhiều điểm trên địa bàn tỉnh. Mưa lũ đã làm 11 người chết, 6 người bị thương, trên 2.580 nhà bị ảnh hưởng, trong đó hơn 230 nhà phải di rời khẩn cấp, gần 30 điểm trường bị ảnh hưởng, thiệt hại một số tuyến đường, công trình giao thông, công trình điện, hàng nghìn hecta lúa mùa, hoa màu bị ảnh hưởng, hàng chục con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi và một số thiệt hại khác, ước tổng thiệt hại trên 500 tỷ đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai công tác khắc phục theo phương châm 4 tại chỗ, chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn nhân dân dọn dẹp nhà cửa, ổn định chỗ ở, huy động lực lượng tập trung, bố trí nhân lực, máy móc thiết bị và lực lượng tại chỗ để khẩn trương tìm kiếm người mất tích, đảm bảo giao thông thông suốt, căng dây cắm biển cảnh báo, trực hướng dẫn người dân đi lại, hót dọn, san gạt các vị trí sụt sạt, sa bồi, giúp đỡ các hộ gia đình sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống. Quý vị vừa theo dõi phần tin, tiếp tục chào ngày mới sáng nay, chúng ta đến với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, với mục tiêu phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa, Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia trên toàn cầu cùng chung tay hướng tới những mục tiêu phục hồi đất đai, chống sa mạc hóa và khả năng chống hạn, làm chậm quá trình biến đổi khí hậu, bảo vệ tự nhiên, tăng cường sinh kế và an ninh lương thực cho hàng tỷ người dân trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, thời gian qua trồng rừng được coi là giải pháp căn cơ bền vững trên con đường phòng chống sa mạc hóa và hạn hán. Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Suối Bu, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, chứng kiến những đợt thiên tai kinh hoàng, tàn phá bản làng, cây cối, hoa màu của quê hương, chàng trai dân tộc Mông này mới hiểu được tầm quan trọng của cây xanh trong việc phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường. Vì thế, hơn 8 năm nay, anh và dự án Green Dream của mình đã trồng thật nhiều cây xanh tại quê nhà và một số tỉnh khác. Khi mình thực hiện dự án được gần 8 năm nay thì cái nhìn thấy rõ nhất là những quả đồi đã được phủ xanh. Có thể là chưa phủ xanh hết nhưng mà mình nghĩ là tương lai thì nó sẽ xanh hết. Hơn 25 hecta rừng tự nhiên trên hành lang núi đá nối giữa Hòa Bình và Sơn La, ngôi nhà chung của loài vượn đen má trắng nguy cấp quý hiếm cùng nhiều loài động thực vật hoang dã khác cũng được kỳ vọng phục hồi thông qua chương trình Rừng Xanh Lên 2024 ở xã Vân Hồ, Sơn La. Chúng tôi cũng rất là mong muốn cùng với cộng đồng và chính quyền địa phương để là phục hồi lại những cái diện tích rừng bị suy thoái. Có rừng thì hạn hán giảm, lũ lụt cũng giảm, đất không bị mất chất, bạc màu. Rừng cũng là cái nguồn để đảm bảo được cái nguồn nước sinh hoạt cho người dân tại các địa phương. Nhưng nếu như chúng ta mà không bảo vệ rừng tốt thì cái nguồn tài nguyên của nước nó sẽ cạn kiệt. Có những diện tích đất trống, đồi núi trọc, bà con không thể canh tác được cây nông nghiệp thì đã trồng cây lâm nghiệp vào và cây cũng phát triển rất là tốt. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều điển hình cho thấy phong trào trồng cây gây rừng không chỉ được triển khai đồng loạt từ các cấp, các ngành, các địa phương mà còn nhận được sự chung tay của cả cộng đồng. Với sự nỗ lực đó, tỷ lệ che phủ rừng hiện nay ở nước ta đã lên đến 42%. Đồng thời, trên bước đường phòng chống sa mạc hóa, Việt Nam cũng từng bước đạt được mục tiêu kép
là chống suy thoái đất và đem lại lợi ích kinh tế cho người sản xuất khi việc bán tín chỉ carbon rừng. Số tiền thu được từ các nỗ lực bảo vệ và phát triển rừng, phòng chống suy thoái đất đã bắt đầu có hiệu quả. Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để những cánh rừng được mở rộng và mãi xanh. Vâng, với đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, sau hơn 3 năm thực hiện, cả nước trồng được hơn 770 triệu cây, đạt 121,4% so với kế hoạch 3 năm. Đối với tỉnh Sơn La, phần đầu đến hết năm 2025 sẽ trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ hơn 14,2 triệu cây xanh. Việc thực hiện đề án này sẽ là tiền đề vững chắc cho tỉnh tiếp tục bảo vệ, phát triển rừng, mang lại môi trường sinh thái trong lành, cải thiện cảnh quan, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là vấn đề hạn hán và sa mạc hóa. Thưa quý vị, Yên Châu được xem là cái nôi của nền văn hóa Thái, với nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống được giữ gìn từ đời này sang đời khác. Song vì nhiều lý do khác nhau, số người biết chữ Thái hiện nay không nhiều. Để giữ gìn nét chữ truyền thống của dân tộc, những lớp học chữ Thái đã được mở ra, tạo cơ hội cho những người trẻ được tìm về cội nguồn dân tộc, từ đó biết trân quý và giữ gìn nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Không trống, không kèn, nhưng cứ đều đặn 8 giờ sáng hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6, lớp học chữ Thái tại bản Tùm, xã Triềng Khoi luôn đầy đủ sĩ số. Chúng tôi đi học thì cảm thấy rất là vui. Các bạn nhỏ cũng đi học cũng rất là vui vẻ và hào hứng. Tôi đi học để biết được cái nguồn gốc, cái chữ của mình, biết viết. Chính thức khai giảng từ giữa tháng 7, lúc đầu lớp học chỉ có vài chục thành viên và nhanh chóng tăng lên 86 thành viên. Tham gia lớp học này chủ yếu là các em học sinh từ 7 đến 18 tuổi và những người có chung niềm đam mê với văn hóa dân tộc Thái, mong muốn tìm hiểu về cội nguồn của tiếng nói, chữ viết dân tộc mình. Em tham gia lớp học chữ Thái để em biết được ngôn ngữ và chữ viết của dân tộc mình. Dựa trên giáo trình có sẵn, các ông giáo, bà giáo là thành viên câu lạc bộ hát Thái trực tiếp đứng lớp, truyền dạy chữ Thái cho các thế hệ con cháu mình, giúp cho những người trẻ hiểu được ngôn ngữ, văn hóa đặc trưng của dân tộc. Đây cũng là lý do nhóm bảo tồn văn hóa dân tộc Thái đã phối hợp với Hội Liên Phụ Nữ xã Triềng Khoi, câu lạc bộ hát Thái xã Triềng Khoi mở lớp học này. Tôi muốn để cho các cháu ấy học để biết chữ Thái, chữ dân tộc của mình, để sau này các cháu có thể biết chữ của mình và biết tiếng của mình. Thì sau này nó sẽ mai một đi, thì các cháu nó không có ai dạy thì họ không biết. Những đứa trẻ sinh ra vốn chỉ biết nói tiếng Thái, chứ không biết đọc, biết viết, càng không biết nguồn gốc của chữ Thái. Chỉ sau vài buổi học, các em đã thuộc được mặt chữ, biết cách ghép âm, ghép vần, dần hiểu được các quy tắc trong sử dụng chữ Thái. Khi học chữ Thái thì em thấy là điều này có thể là cho mình biết được cội nguồn chữ tiếng gốc của mình. Việc tổ chức các lớp học chữ Thái không chỉ mở ra cơ hội cho các em học sinh được tìm hiểu về ngôn ngữ, tiếng nói, chữ viết của dân tộc, mà còn bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước, qua đó giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Với sự nỗ lực của tỉnh, các ngành chức năng và sự nhiệt huyết của cán bộ, nghệ nhân, các dân tộc, tin rằng công tác bảo tồn phát huy di sản ngôn ngữ dân tộc Thái nói riêng và các dân tộc trong tỉnh nói chung sẽ tiếp tục được thực hiện hiệu quả, để ngôn ngữ không chỉ đơn thuần là tiếng nói, chữ viết mà còn trở thành nhân tố quan trọng xây dựng con người Sơn La văn minh hiện đại, phù hợp với xu thế hội nhập, nhưng vẫn gìn giữ được bản sắc văn hóa của mỗi cộng đồng dân tộc. Tới đây chương trình Chào Ngày Mới hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.